Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube này nha. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ quay chiếc ghe 1.600 tấn này hạ thủy cho mọi người xem ha. Thì hôm nay thì mình cũng đã quay sơ sơ một vòng là cái lúc mà lên này về sửa chữa với lại đăng kiểm lại. Hôm nay thì sẽ là xuống này, thì mình sẽ nhắc lại cái thông số của chiếc ghe này như ghe sân bay đi ha. Thì mình nói đây là cho vui thôi. Chiếc này hiện tại thì có một chiều ngang là 13m, 13m1, chiều dài là 41m6, chiều cao là 5m6, trọng tải là 1.600 tấn. Cây là đóng bằng cây sao, be 10, lươn 12, công đà 40, được trang bị một động cơ là Hino 146, chạy hộp số là 9 tua, chân dịch là 2m05. Tổng cộng là chiếc ghe này ngày xưa đóng năm 2012, tính tới nay 2022 đã là 10 năm, thời gian đóng lúc trước là 1 năm ha. Tổng cộng là trên 400 khối cây các bạn. Đó thì hôm nay sẽ là xuống này. Hồi bữa thì cách đây vài bữa thì mình đã quay cho mọi người xem là cái lúc đang nằm ở trên. Đây là cái dàn máy tời rất là kinh khủng khiếp các bạn. Để chút nữa sẽ xuống ha. Đó, dàn máy tời chịu là chiếc ghe như một chiếc ghe sân bay đấy. Đây cái bi mô này. Nhìn một cái là kinh khủng khiếp chiếc ghe ha. Thì chiếc ghe này đã được mấy anh bên đăng kiểm là chiếc ghe này là lớn ở thứ hai Việt Nam. Thì cách đây cũng không bao xa mình đã quay một chiếc ghe 1.800 tấn. Thì chiếc ghe này trong giấy đăng kiểm là 1.595 tấn ha. Nhưng mà chở tải là 1.600 tấn. Rồi các bạn thấy không? Cái chiếc xe cuốc kế bên là chiếc xe cuốc 09 đó nha. Thì cách đây cũng không bao lâu mình cũng quay một chiếc ghe 1.800 tấn. Thì có một sự tranh cãi hết sức là quyết liệt trên đó. Có một số anh em không gành về cái vấn đề ghe cộ thì nói là chiếc ghe đó là chỉ có 180 tấn thì còn tin được, chứ 1.800 tấn thì không tin. Nhưng mà thật sự là cái vấn đề ghe á, có thể là có nhiều chiếc ghe lai đồ 5-6 ngàn tấn là bình thường. Nhưng mà cái điều đặc biệt ở đây á là cái chiếc ghe này là ghe gỗ ha. Nó khá là to. Tại vì với thời điểm ngày xưa cách đây 10 năm thì vấn đề xà lan đồ thì nó cũng không có thịnh như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì hầu như là người ta sẽ không đóng ghe cây nữa các bạn. Mà người ta chuyển qua tất cả là ghe sắt hay là ghe lai rồi đó, hay là xà lan rồi đó ha. Cho nó tiện nhanh hơn. Chứ đóng một chiếc ghe cây như thế này thì cái thời gian nó mất khá là lâu. Gần một năm trời luôn. Này các bạn, nhìn từ xa nè. Như một cái hòn đảo di động vậy. Bự kinh khủng khiếp nè. Đấy, hôm nay thì bây giờ thì mình sẽ đi tiến lại đằng kia, lấy gai cho mọi người xem ha. Một cái cổng cáp mà để chịu lên chiếc ghe này. Đó, để mình đi dài dài tới đằng kia cho mọi người xem. Vừa mới chạy tới đây luôn, nó hơi mệt cho nên nói chuyện nó còn hơi lấp dắp các bạn. Quá wow, cái đường cáp khá là to ha, bằng cỡ cùm tay mình á. Đó, thì tạm thời cũng giống như mình kêu chiếc ghe này là ghe sân bay ha. Ở bên Mỹ thì có chiếc hạm đội, chiếc tàu sân bay USS. Đây thì có chiếc ghe sân bay cây sao. Quá wow, bự khủng khiếp các bạn. Thật sự mà nói thì cái này là ở bên bãi của anh Hiền ở An Giang ha. Hiện đây thì hầu như là sửa chữa rồi rất là nhiều. Ghe cộ rồi, cái bãi của anh rất là trống các bạn. Đây có chiếc xà lan 300 mấy tấn mà các bạn nhìn thấy với chiếc ghe này. So với chiếc ghe giống như là chiếc ghe khá là to. Giờ này thì nước lớn cho nên anh tranh thủ nha. Bao đã vô hết trơn rồi. Có lẽ là cái video này nó hơi dài, mong các bạn xem hết nha. Đó, giờ đang xì phao đang di chuyển xuống. Đó, chiếc xe cuốc 09 mà các bạn nhìn thấy không? Chút xíu xíu à. Giờ tất cả là hầu như là vô 1, 2, 3, 4, 5 cái phao. Đây, nhìn bên hông này. Má ơi, thiệt chứ. Tại vì cái tốc độ mà hạ thủy xuống thì nó cũng rất là chậm nha. Đó, đang lăn rồi đó các bạn. Xuống nước có xác nhìn còn kinh khủng khiếp nữa nè. Đang xả đời chạy từ từ xuống rồi đó. Rút này ra phải cần tới cái xe cuốc để mà bư mấy cái này ra nha. Vì tốc độ phao lăn cực kỳ chậm. Không biết hồi xuống anh có chạy về không nữa. Đây lại sát bên đây cho mọi người xem cái pháo lăng này. Nãy giờ đi lòng vòng. Đó là xả pháo. Cái ghe này nặng sát dữ lắm. Nó nặng hơn cho cây ghe sắt ghê lắm nha. Đang di chuyển này các bạn thấy không.
Nãy giờ cái công đoạn mà bơm hao mình nghĩ khá lâu à. Thôi thôi thôi, chơi vậy chạy xuống kìa. Má ơi. Dây chặn dây chéo thì tùm lum hết trơn ha. Đang lăn tốc độ cực kỳ chậm. Không biết hôm nay xuống anh có chạy về không, nếu chạy về quay cho người xem coi nó đã nữa. Động cơ bên dưới là động cơ Hino ha. Này đang lăn. Tới nước rồi nha, đất ở phía sau là hầu như là còn chút xíu nữa là xuống nước hết rồi. Đi xe bút mạnh cây luôn à. Đó, chạy kìa. Thì cái ghe quá bự, tốc độ chạy xuống hơi chậm ha. Đây anh đang xả phao à. Bạn ai nhìn vô quý thật kỹ thì nó thấy được chiếc ghe di chuyển ha. Đây các bạn, nói đây xuống tới đây rồi nha. Tiếc là chạy chậm quá coi không đã ha, mà nếu mà chạy nhanh thì nguy hiểm lắm, tại hàng khủng mà hạ thủy ghe sân bay rồi. Kìa kìa, chạy kìa. Được cái chỗ là ở đây cái bãi đất rất là nó lài, cho nên là cực kỳ kéo lên và hạ xuống nó dễ ha. Một cách rất là, tuy là hàng bự thiệt nhưng mà đưa mấy trái phao chim vô lăn im gu. Nó đang chịu, nó đang chịu cáp rồi, mặt bên kia kìa. Thì cũng như mình nói là chiếc ghe này nó có một cái điều đặc biệt là chiếc ghe gỗ nha. Chứ nếu mà ghe sắt bây giờ thì ghe sắt hay xà lan thì 5-6 ngàn tấn là chuyện bình thường. Nhưng mà cái chiếc ghe gỗ thì hàng hiếm, là mấy khi mới thấy được một chiếc ghe 1.000 mấy trăm tấn thế này để quay cho mọi người xem. Thì nhiều khi mất 2 năm trời, hay là hoặc 2 năm mấy gì đó mới lên đăng kiểm, 5 năm đăng kiểm 2 lần á. Cho nên là rồi ở dưới nước thì nhìn thấy cũng không có bự là bao nhiêu, mà lên bờ mới thấy một gã khổng lồ nè. Đó. Đây, cái này là cái dàn máy tời trên kia chịu lại, cho nên là ghe xuống hạ thủy từ từ. Chứ nếu không có cái máy tời trên kia thì mình nghĩ là mọi thứ nó rất là khó ha, chạy xuống ào ào rồi nói chung là nó cũng nguy hiểm lắm. Cái hộp cáp đợt kia hiện tại đang rất là căng ha, cho nên là mình cũng hạn chế là đó. À, hai cái mỏ neo hai bên là móc nè. Các bạn thấy nhìn cái chúng kia kìa. Xíu xíu. Máy cài, giờ ra máy cài nè. Thì các bạn hãy cùng xem cái chú kia lái máy cài à. Cái chiếc máy cài nó còn ở bề lớn đó. Thì các bạn đoán thử cái chiếc ghe nó như thế nào ha. Bự một cái là không thể nào mà tưởng tượng nổi, thì hàng khủng nè. Quá cao à, nhìn cái chiều này thì nó không có là cái chiều thẳng này không có cao, nhưng mà nằm nguyên con trên bờ như hồi nãy thì nó cao một cách rất là vĩ đại các bạn. Đó, giờ chúng này đang dịch cái phao ra nha.
hết tải thì hết chịu lên cái thì dịch ga ha. Không chính đó mà nhìn lại với chiếc ghe các bạn thấy không, chút xíu ha. Đây là cái góc từ xa này. Cái bãi này nó lài cực kỳ đã thiệt chứ, cho nên ghe bự ghe nhỏ gì lên đây nó cũng dễ. Đằng kia thì phao sôi ục 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 đó. Đó các bạn thấy xe cút so với cái chiếc ghe thì các bạn thấy cái sự khủng khiếp của một chiếc ghe với một chiếc xe cút rồi đó. Không biết hỏi anh có chạy về không đấy. Đó, xe cút bò xuống nước luôn. Đắt ở đây là được cái chỗ là nó không có lúng ha, đắt cát nó làm sao là nó vậy. Nó đang bò xuống lấy cái gạo gịch cái phao ra. Đó, chiếc ghe bự một cái kinh khủng khiếp thiệt, thật sự mà nói thì trong đời mình thấy là đây là chiếc thứ hai mình thấy được ở ngoài đời luôn á. Tất cả là cũng như nãy mình nói là trên 40 mấy, trên 400 mấy khối cây, không phải là 40, xin lỗi các bạn. Thời gian đóng là ngày xưa là khoảng 1 năm mới hoàn thiện được một cái chiếc ghe gỗ siêu to siêu khổng lồ thế này. Nó sẽ cú kìa bò xuống chút xíu nữa rồi đó. Zoom như thế này thì mọi người mới thấy bự nè. Đó thì cái chiếc xe cút đã bò xuống chút xíu nữa rồi các bạn. Cái xe cút bây giờ chỉ đứng ngang nách của chiếc ghe siêu to siêu khổng lồ thôi. Ôi ơi má ơi. Đó, giờ anh đang lấy mấy cái phao rồi ha, phao nó chịu hết tải rồi. Nhìn cái bãi này nó tuyệt đẹp luôn, thấy chưa? Quá trời, nhìn mà từ xa lên nhìn. Bên dưới thì cái phao nó sôi ục ục giống như là núi lửa nham thạch phun ra vậy nè. Xì hơi bên trong ra ha. Đó, bây giờ thì anh xe cút đang dùng hết cái nội công để lấy cái phao bên trong ra nha. Thì phao kẹt đó cũng là một điều rất là khó khăn á. Chắc họ không biết có đi xuống dưới chút xíu nữa không biết. Đây các bạn, đây thì mọi mấy anh giờ cũng đang cố gắng hết sức nhưng mà chưa lấy được cái phao bở bên trong chiếc ghe sân bay ra nha. Kinh khủng khiếp thiệt. Quá từ xa nhìn lại xe cút, phải nói xe cút không chính mà quá nhỏ.
dàn dịch cái phao coi nè. Đấy mấy anh bên trong nè. Bây giờ xe cút gồng ra gần chết luôn mà chưa ra kìa các bạn. Chỗ này là được cái chỗ là nhờ cái đất nha. Kéo cái thuyền này không? Dạ. Kéo không nổi kìa. Gồng dữ rồi. Chiếc 09 nè các bạn, chứ không phải là chiếc 05 hay 07 gì đâu ha. Gịch không ra. Dạ, chiếc 09 nè bác. 09 nó kéo nổi nữa. Dạ, chứ chiếc 07 là thua rồi. 09 mà kéo không nổi đây. Dạ. Nhờ là cái chỗ này đất nó cũng như mình nói là đất nó cứng ha, đất cát cho nên là nó không có lúng lầy giống như những chỗ khác là xuống chắc nãy giờ là thua luôn. Các bạn thấy chưa, cái chiếc xe cốt thì cũng như nãy mình nói là xe cốt chỉ đứng ngăn cái nách của chiếc ghe này thôi. Gà đó có lý đó im rồi đó, một bao thì ra căng nha. Các bạn thấy người ta đằng kia chút xíu xíu không? Ghe này mà cái ngày xưa là đóng là hỏi cái số lượng sắt thép đinh thì nghe nói là trên 10 tấn vậy đó, bù lon con tán rồi đó. Thì cũng có thể là một số anh em không hiểu về tàu thuyền sông nước ghe cộ thì nói mình đây là chiếc ghe làm gì được 1.600 tấn ha, thì mình biết trước là nó sẽ có cái vấn đề đó, có sự một tranh cãi nhỏ, cho nên nếu mà anh em không biết thì cứ lấy chiều ngang dài rồi ngang dài sâu rồi nhân chia ra là sẽ biết được cái số tấn nó. Mà cái chiếc ghe này là cái sẽ tính cái chiều hoành ha, nó đặc biệt hơn nữa là phía trước thì nó nhỏ, chính giữa thì nó bự, ở sau thì túm lại, nó không giống như chiếc ghe sắt. Giờ đang lôi cái phao lên, cái phao này cũng nặng à nha, cũng mấy trăm ký á, 300-400 ký là có thể có á. Rồi hết gào luôn kìa đó. Đó, giờ thì đang tìm cách lấy cái phao lên được thì lấy. Rồi, cái máy cài đi lên kia thì nhỏ xíu xíu luôn. Rồi hạ gào ra. Rồi đang chạy lên nè. Rồi nó qua và hạ thủy hay là lên này kéo này gì đó thì phải cần có những chiếc xe cút hạng nặng như thế này nha, để mới có thể mà di chuyển được mấy cái phao rồi đó. Nó đằng kia thì chiếc máy cài đang làm việc là đang kéo cái phao tiếp theo ra. Ba cái phao bên dưới nữa nha. Ồ, kéo ra xì dồi kìa. Ồ. Nước ở trên nó ứ trong đó đó các bạn. Lên bờ một cho một cái rồi đó. Đây, cáp di chuyển một cách rất là chậm, đang xuống nha. Thì hàng khủng mà cho nên là mỗi lần di chuyển xuống là phải hết sức là chậm mới được. Chiếc ghe 1.800 tấn chừng nào nó mới lên nữa chú Chính? Cũng vài tháng rồi, nó cũng gần hết đăng kiểm rồi. Dạ, là chiếc ghe sân bay nữa đó phải không? Sân bay đó, lớn nhất miền Tây mình đó. Dạ, hình như cái ông với anh em với chiếc này nè. Dạ, cột chèo của chiếc này đó ha. Vậy là vài tháng chiếc sân bay kia lên nữa hả Chính? Có gì tao điện. Dạ. Dạ. Đây bây giờ bên đây mình nhìn. Dạ tới hạn đăng kiểm là nó lên ha. Đây nhìn các bạn thấy chưa, nhìn như một cái công trình rất là vĩ đại các bạn. Má ơi luôn, thiệt nãy giờ quay bên kia không, chưa quay bên đây. Giờ đa phao bên đây bị chá nắng cho nên nó không được sáng mấy ha. Nhìn bên đây nè. Nhìn như là cái gì đó rất là khủng khiếp, kinh khủng khiếp thiệt chứ. Giờ đang lăn từ từ xuống chút xíu, phao nó sẽ nhào ra là hết pin nha. Đây bây giờ thì phao sẽ chuẩn bị nhào ra nha. Đó, các bạn cùng xem phao nó bắn ra nè.
nó đang lăn cách rất là chậm, phải chịu mấy cái đó như vậy đó để cho nó chịu vô cái ghe nó xuống đụng với mặt cát ở dưới đó. Chứ nếu không có cái phao đó thì nó xuống nó hơi bị khó ha. À, mọi người xem hết sức tập trung ngay khúc này nha, khúc này phải nói là đã lắm đây. Bắt đầu nè, nghe chạy ra một cái thì coi đã lắm nè, giống như là con cá dâu vậy các bạn, khi mà xuống nước nhìn như con cá dâu đen gì đó. À, bắt đầu chạy ra nha, ba cái luôn kìa. Không, không giáp máy quay luôn. Đó 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 đó, kìa. Một cái phao. Rồi mấy cài sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ là ghe đít vô. Lôi ra một em nữa. Mấy cài ở đây chơi rất là sướng ha, chơi dưới nước luôn. Ở chỗ là nước ngọt cho nên cũng hạn chế để cái phần xét đồ. Chạy xuống nước là chuyện bình thường ha, mà chạy xuống sông luôn mới là chuyện khác thường. Nhìn đã thì chứ, nhìn cái cảnh này. Máy cài này là máy văng ma nha, chạy cầu sau. Rồi lúc luôn rồi kìa, lúc cái bánh trước luôn rồi. Đây, nó tất cả xuống nước là nhìn như một con cá dâu nhám vậy, cá dâu xám, dâu nhám vậy đó. Đây mình không có chuyên về thế giới động vật, các bạn thông cảm nha. Con cá gì ngoài biển đó. Má ơi, nhìn kìa. Quải trưởng gì chưa? Nhìn mấy cài các bạn thấy không, nhìn như con bù hông vậy. Trời ơi, mấy cài xuống nước luôn rồi. Càng luôn. Trời ơi, má ơi, nó chạy nhắm hai con không vậy? Rồi. Này có vang lên là yên ngon các bạn. Cá dâu chơi dưới trời vậy. Dạ, hiếp dâm dưới trời. Cũng vậy. Đó đi đó. Ừ, cái phao bự khủng khiếp à. Đó, giờ hai trái kia chuẩn bị ra tới nữa nha. Nè, nhảy ra nè, cái phao trái này nhảy coi đẹp lắm đây. Kìa, sấy ra kìa, sấy ra kìa. Ừ. Đó, trái này bự nè. Cái cuối đang chạy ra. Rồi. Xuống 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 em ơi. Nè, xe cố tiếp tục lôi cái trái kia ra nè. Wow, cái trái này dài cỡ chừng hai mấy mét có à. Mở khí cho nó xì ra đó. Mở quanh cho lộn lộn, mở quanh cho khì xí khì xì khí ra đó, hú luôn rồi đó. Như là tồi sân bay luôn rồi đó các bạn. Đây bây giờ thì sẽ cố tiếp tục bò xuống sông nha. Bò dưới nè. Để lôi mấy cái phao lên. Rồi anh đi rồi bắt chấp luôn. Bao lúng lầy luôn mà. Đó kìa. Nữa sao không xuống nữa ta? À tới đó cái gào ra tới rồi. Kìa phao kìa chạy ra kìa. Kìa má ơi, kìa nó ruộng đó kìa. Ôi ôi. Khủng khiếp chưa? Ghe trao vô liền phải không? Ướt quần hết lần rồi, đứng xuống dưới đây. Người ta đây thì có lẽ là cái video mình sẽ tạm dừng tại đây nha. Các bạn hãy ngắm một cái gọi là một cái gì đó rất là ấn tượng làm lần nữa nha.
thì hiếm khi mới có thể mới quay được như thế này cho mọi người xem, vì lý do là 2-3 năm gì đó mới lên đăng kiểm lại đó. Thì các bạn hãy so sánh được cái chiếc xà lan bên kia để chiếc ghe bên đây. Chiếc này thì chạy hàng bên Campuchia ha, ngày xưa thì chở sắt, bây giờ thì chở cái gì mình cũng không biết nữa. Này, bây giờ thì chiếc xe cút vẫn còn bo từ từ xuống, thì tiếc là tới chiều mới ảnh mới về, cho nên mình không quay được lúc chạy về. Nó xe cút chạy cũng cực khổ công phu dữ ha. Đó, khi mà ở trên bờ thì nhìn còn không có đã, mấy cái xuống nước rồi nhìn rất là khéo léo. Quá bự kinh khủng khiếp, cái này phải gắn cái Cummins K19 đồ chạy nó mới đã chứ. Hino thì khi nó còn hơi nhỏ ha. Ít bữa nữa thì lại khoảng tháng ngoài nữa thì chiếc ghe sân bay mới tiếp tục lên, là chiếc ghe kia bự hơn chiếc ghe này. Rồi có lẽ cái video mình tạm dừng đây nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.